Hello, xin chào cả nhà mình nha. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là chủ nhật. Hồi bữa là lái xe vòng vòng đi khu vực này, hồi tuần rồi thì mẹ thấy ở trong đây có một cái chợ Farmer Market. Thì mẹ nói là tuần này mẹ muốn đi vô cái chợ này coi thử như có gì. Hồi đó là Ngọc có ghé chợ này rồi, nhưng mà hôm nay Ngọc sẽ dẫn mẹ đi. Mẹ, chỗ này câu cá được rồi mẹ. Ừ. Người ta để là những loại cá nào mà câu được, những loại cá nào không kìa mẹ kìa. Ồ. Dạ. Cái sông này cũng lớn á, cũng có cái để bảng sẵn. Đối diện hai bên là nhà của người dân ha cả nhà. Đẹp quá ha, mình đứng bên đây cái mình nhìn cái bờ sông này lớn, có dãy nhà đẹp. Thuyền hình như bỏ được thuyền xuống dưới đây luôn hay gì ngoài nè. Nè con, có cái bãi xuống ngoài nè. Ừ. Ôi kìa trời cá kìa. À, trời đất ơi mấy cá nhí 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 kìa. Bà cô chú thấy không? Trời ơi thấy thương không? Nhỏ đó. Ồ quá trời luôn ngoại. Ừ. Rồi ok bây giờ mình đi vô cái chỗ chợ nông sản này cho mẹ coi thử ha. Cũng có mấy cái nhà liều để hả, ngoài thấy xe chữa lửa dựng ngoài. Có mấy cái nhà liều bên đây nè Ngọc. Ôi mấy bạn cái mình đó đi chơi với chủ kìa. Mình vô đây cái mình mua cái gì cái mình đem ra đây cũng có chỗ ngồi ăn. Đúng rồi. Ừ. Cũng vui. Vui chứ. Ngày chủ nhật á không có đi làm thì đi chơi nhỏ vậy cũng vui. Chỗ đây thì bãi đậu xe thì nhiều lúc mà người ta đi đông quá thì nó cũng hơi bị. Lúc mà con mới mua nhà về là con khám phá được chỗ này hả mẹ? Mới mua về đây nè. Chay thì không chịu đi. Có con chay cái qua cũng mua một ly nước đá bào. Chay tuổi thơ cũng có ăn đá bào đó chứ phải đơn giản như bà cô chú nha. Đây những chiếc food truck, đồ ăn ở trên xe rồi nè. Cũng thơm đồ ăn ghê không? Bán đồ ăn nghe thơm ghê không? Bán cây trồng cây nữa ngoại nha, đang cây nữa nè. Đúng rồi, cây trồng nè. Rồi có bán cây cốc nữa ngoại. Ừ. Cốc dừa rồi này kia kìa. Để tới chừng nào mẹ đi Việt Nam qua mẹ cũng đi hôm đi bồ mẹ lựa ít cái cây về trồng. Ừ, nến ra ngoài chùa cái nến đi nha, đẹp như thơm quá trời luôn ha. Trời ơi nó thơm. Đây là mấy cái sauce để ăn. Rau nè ngoại nè, rau muốn mua rau không nè. Mình có cần hay gì không nè, chanh nè ha. Ừ. Nè ngoại cái cải này là cải mình ăn là nhưng mà cũng khác một chút nha. Khác à. Cái này cũng romaine mà romaine nó khác một chút xíu. Cái này organic luôn à ngoại, trồng organic luôn á. Sao để một bó vậy 3 đồng vậy là con thấy giá cũng được á chứ không có mắc nha. Ngày mai 3 đô. Ngày mai mình có ăn cái gì này không ta? Nó có cần nấu canh chua biết gì không mà mua nè. Nó đổ đóng ra đây. Đậu bắp nè. Củ nghệ nè ngoại nè. Nghe organic luôn ngoại. Ừ. Gừng, tỏi, khoai tây củ dài nhìn cũng ngon. Khoai tây. Ngoại khoai tây này về để ăn với lại cái phô mai được không? Được. Được không ngoại? Được. Ngon không ta? Được chứ. Vậy làm một bịch cân bao đi ngoại. Cái bịch người ta có để cho nè. Đó, người ta mát lên dù này cho mình. À, mình chứ, đi dưới mấy cái dù này là mát lắm nha bà cô chú. Chứ còn mình đi Costco á bán ăn một lần mấy phao. Đúng lần. Rồi, ăn phô mai ăn cho hết cái phô mai mà bữa mua Pháp á, kéo sẹt ra ngoài. Đó. Ở đây là hai bên đường nè cả nhà thấy không? Ở đây là như cái máy này máy phát điện hay là phát gì nè đó. Rồi để đó. Người ra người vô cái ai muốn ghé vô ghé. Cái tỏi này chắc trồng ở đây luôn hả Ngọc hả? Dạ. Yeah. Lựa khoai đi ngoại. Khoai nhìn á từ nó không phải củ nào cũng đều ha. Ừ. Organic sweet potato. Nên mình chỉ lựa củ đều đều đặng mình nấu chín lựa cho dễ ha. Ừ. Nè được không? Được. Chứ củ bự củ nhỏ hay củ chín trước chín sau khó lắm. Nhiêu được không con? Vài củ nữa đi ngoại, vài củ nữa đi. Gần đây thì bắt đầu bán trái cây, rồi cái bán đồ bán ép trái cây, ai mà muốn uống trái cây ép thì cứ lại đây. Chà, trái cam này nhìn cái da xấu xí, không biết ngon không ha, nhìn da nè, bưởi nè cả nhà, cái này là quýt nè, cam organic nè, một trái một đồng luôn á, 20.000, 24.000 giờ đô mà lên là 25.000 cho một trái này. Mía kìa, trời ơi, nguyên một vàng mía luôn, thơm nè. Thơm là một trái 4 đô. Ồ nghe này thơm luôn. Nhà mình có định nấu canh chua không? Ngày mai mình ăn cái đó, mình ăn cái đó cũng được á mẹ. Lẩu á, phải không? Không, lẩu thì không có ăn đậu bắp. Táo nè.
Mía người ta cắt bịch ra sẵn, nếu như mà mình muốn ăn mía dạng cắn nè, người ta cắt ra sẵn nè. Một bịch như vậy là 10 đô, là 250 ngàn. Wow, trái bơ nè cả nhà ơi. Coi trái bơ nè, bự hơn lòng bàn tay của Ngọc luôn nè. Quá bự. Rồi bên đây là có bán thanh long nè. Trời ơi, thanh long bán mắc nha. Một trái thanh long như vậy nè là 6 đô, là cái chừng 150 ngàn cho một trái thanh long. Mắc ha. Đây là những cái nước ép, người ta đã ép ra sẵn rồi à, người ta bỏ vô này đây. Kombucha là kombucha, người ta nói cái này là kombucha là probiotic đó, tốt cho cái men tiêu hóa của mình này kia. Cái này chắc nghệ quá hả, cho nguyên cái chai nghệ luôn nè. 15 đồng cho nguyên một cái chai nghệ này. Củ dền với lại nước dừa. Hồi bữa rồi, như mấy năm trước còn có mua cái này uống là mà khó uống lắm. Ở bên đây thì có bán mật ong nè cả nhà. Còn bên kia thì bán quả hồ quá đi sạch. Con salad guacamole, để Ngọc coi cái này là cái gì vậy? Này cũng lạ nha. Hi my friend. Hi. What is this? Ceviche. Can I see it? Okay, so it's like a shrimp in it? Yep. Fish, shrimp and sauce. Wow, cái này là salad. And then you eat together with this? You can. You don't have to. Okay. Oh, just eat it like as it. Yeah, just like that. Oh, ăn lạnh vậy nè cả nhà ơi. Múc cái món ăn lạnh này, trong đây có ớt chuông đồ này kia. Thank you. You're welcome. Yeah. Have a good day. You too. Có cái gì đó, dưa hấu ép đây nè. Ngoại lửa tới đâu ngoại? Đây cũng có cái chòi nè. Mấy cô dựng mấy cái chòi này lên nè. Ăn hình như bán taco hay gì ta, à, sườn nướng. Thường thường ở đây là người ta làm sườn nướng. Những cái chỗ mà bán sườn đồ này kia cũng đắt lắm nha cả nhà. Cô này cầm trái dừa uống nè. Dạ. Fresh. Yeah. Rồi ok ngoại. Lại xếp hàng lại ngay cho đây, mình tính tiền ngay chỗ này nè. Ủa, ba chỗ là ăn quầy hết con? Ba chỗ là ăn quầy hết trơn. Đó, ngoại thấy chỗ nào trống mà ngoại đi lại. Trời ơi, trái bơ nè Ngọc. Không thấy rồi, trái bơ bự chà bá ha. À, người ta múc mấy thùng nước để người ta móc cái này lại để chấm dù, người ta đừng dù đừng có bay nè cả nhà. Đây bán mấy cái bột nè, bột gì đó, bột ớt rồi bột gừng, bột nghệ, potato. Mấy cái đậu bắp, mấy cái trà để về nó chua. All together? Yeah. 7 đồng 30 xu. Cho tất cả mọi thứ. Cho 3 món đó đó hả con? Được chứ hả? Thank you my friend. Have a good day. You too. Rồi xong. Quầy này là bán mật ong. Mẹ, mấy cái xe dựng ở đây nè mẹ. Nếu như mà mình có tiệc, mình có thể gọi điện cho người ta tới dựng xe trước cửa nhà mình, rồi người ta ta đứng người ta làm vậy cho những cái khách hàng, cái không phải cái khách mời. Mình mời của mình đó hả? À đó, có luôn á ngoại. À. Hay á ngoại ha. Ừ. Vui lâu, nữa. Mai mốt mà mình có lễ có tiệc rồi mình làm vậy cho nó lạ. Này anh bán gì ta? Bán taco hay gì á? Không mà bán cái món gì á, mình kêu cái người nào mà bán cái món gì mà mình bán hamburger dễ ăn á. Yeah, thì đó bán hamburger hot dog rồi này kia là cho Mỹ ăn dễ lắm. Chú này là chuẩn bị đem dàn nhạc ra đánh nhạc nè. Thế hình như chị này anh bán taco hay gì nè. Em mua cái taco ăn đó. Lâu quá mang taco là con thèm taco. Tacos. Oh, okay. Hi. You have steak tacos? Yeah. Mẹ ăn taco. Không con. Không. Can I have two? Sure, two steak tacos. Yes, please. What's your name? Nini, N-I-N-I. Can I have two? Would you like to put it on top? Còn ăn hai cái tacos. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you very much. Quay này, quay. Ở bên này là bán barbecue, sườn bò barbecue. All right now. Yeah. Come on.
Yeah. Vui lắm. Ô trời, đây xếp hàng hơi bị dài. Ngoài lại đây coi nè, ngoài ngoài ơi, ngoài coi cái bếp cái củi người ta nướng nè ngoài. Trời ơi, cái nướng ngoài thấy thương không? Trời ơi, là nướng đây này mẹ. Wow, là cho barbecue chân gà đồ này kia nọ xương đồ này kia, mẹ thấy ta nướng quá trời không? Cái ống than để nướng đồ này. Quá trời ông cả nhà coi nè. Bởi vậy đi ngang qua đây là nghe mùi thơm đều dữ lắm. Quá trời đồ ha. Đây rồi cái nướng xong cái nào chín cái đem vô đây anh này anh chặt. Ủa anh chặt mất tiêu hết trơn rồi. Anh chặt đó ha. Oh, thank you my friend. Oh, okay, okay. Cái kiếm mình để chứ đưa đồ cho mình nha. Okay. Mình có quyền lấy nè mẹ nè, cái này nè. Vô ngoài, quay vô ngoài. Mẹ Ngọc không có ăn gì hết trơn á. Đây Ngọc bỏ này vô ha. Đó chắc cà chua bầm á. Cà chua bầm với hành bầm đồ này kia vậy đó. Có ớt chuông nữa. Mà đổ cái sốt này vô. Sao con làm có mé vậy hai cái? Hả? Con thấy hai hộp mà. Thấy hai hộp nè. À hai bên. Hai cái 8 đồng, 4 đồng cái. Ôi trời nóng hổi thịt luôn, ôi trời nóng quá. Mời cả nhà. Ngon hả rồi? Ngon. À, thử miếng đi. Không không, mẹ không ăn đâu coi. Mẹ không biết làm sao nha, cái gì cũng dễ ăn nha. Có taco là không thích. Không ngỡ quá. Cái gì cũng dễ ăn hết luôn. Nó có cái mùi quế quế hay gì mẹ khó ăn. Tải mấy cái bàn cho mình đứng em có chỗ mình đứng mình ăn cũng lịch sự. Ngon quá. Ăn hai cái này không no tới chiều. Ăn cái no tới chiều. Giờ cũng có ông còn nhiều cô chú đi. Đơn giản mà ngon. Đi thưa thưa lay gai vậy. Giờ về mà không mua này cho chay cũng tội lắm không bà cô chú ơi. Mua hai màu, màu này đi. 6 đô. 1, 2, 3, 4, 5. Ủa, 6 nè. Here you go. Hey, đá bào đó người ta sẽ đưa cho mình cái đá. Rồi cái mình tự mà. Mày coi lấy đá bào rồi mẹ. Thấy không? Oh wow, đó bác này khỏe chưa hả? Đưa đá với bán siro rồi thôi, quá re luôn. Rồi. À, chỗ này là có cái chỗ nè. Đó là chay là nó thích watermelon nè. À, ôi trời ơi. Mà không biết được, không biết đổ vô làm sao cho đúng á nghe ngoại ngang. Sao cho nó khó lắm á, khó lắm á. Ta nhấn đá nó dẻ quá. Rồi sao cho biết đây là nó đầy chưa mẹ hè? Sao nó không lên màu xanh con? Tại vì màu đỏ thì bị vô nhiều quá rồi đó ngoại.
Vậy được chưa ngoại hả? Được ha. Rồi ok. Cứ vậy đi. anh cho em cái ở đây con căn giấy nè. Tính xin anh cho em cái căn giấy. Rồi ok. Đi về, về cho lẹ. Để nó tan á. Mưa quá cả nhà ơi. Ừ, nhưng mà cả nhà Ngọc cũng đi ăn. Hôm nay là mình tới một cái nhà hàng này, là nhà hàng mới Rustic Inn. À, một cái nhà hàng rất là lâu năm. Con cô gái nè, quay cô gái cho ông bà cô chú coi nè. Đó, cô gái. Cái tóc này là gọi tóc gì? Tóc của trời. Đúng rồi. Ok, mà đi con đi vô để mưa nha. Cái này thì gần sân bay luôn cả nhà, nãy mới thấy chiếc máy bay đã chuẩn bị đáp xuống rồi. Cả nhà mình ngay kế sân bay luôn, thôi vô lẹ mưa. Lẹ để mưa con. Cái này là gần sân bay Fort Lauderdale á. Cả nhà mình mà có xuống sân bay Fort Lauderdale mà cỡ chừng không có đồ gì ăn á, ghé vô đây ăn thử Rustic Inn. Mà cái nhà hàng này thì mở cửa tới 6 giờ tối thôi nha cả nhà. Đây là lối ra vô nè. Wow, đẹp ha. Rồi vô lấy bàn đi, vô lấy bàn. Yeah, right. Mưa đây, lạnh. Ở đây có chỗ đậu xe mà mình mưa không biết. Mưa lạnh quá. Vô đi con. Ủa này cục tóc của tuổi quá đẹp luôn. Ngoại tộc, bà ngoại cột quá ông bà cô chú. Đập mặt một cái đầm màu tím rất là mộng mơ. Go down there and make your first ride. Rồi ok. Giờ chỉ dẫn mình vô chỗ cái bàn của mình. Wow, một nhà hàng rất là hải sản nha cả nhà. Nhà hàng này có lâu đời rồi đó. Đây, ngồi bàn này. Mở giấy ra để ăn nó đừng có bị dơ bàn. Đa số chỗ hải sản nào cũng vậy. Ở trên này người ta treo những cái đèn lồng. Không khí rất là náo nhiệt. Có một cái sinh nhật của ai á, nên là cái sinh nhật á thì thường thường ở đây là người ta mỗi người lấy cái đồ máy á, đập xuống vậy đó. À, để chúc mừng sinh nhật. Làm hết hồn mà. Ngon cái nhà hàng này ồn. Oh my god. Cái này là cái style của nhà hàng là vậy mẹ. Cứ cầm cái đó mà cứ vậy đó. Đây là menu của chỗ này thì đa số người ta nổi tiếng với tất cả những món ăn về hải sản nha cả nhà. Đó. Nguyên một cái menu rất là bự. Có sườn nữa nè. Giá cả đồ này kia nằm kế bên hết nhau hết nè. Có một cái sinh nhật của ai á, nên là cái sinh nhật á thì thường thường ở đây là người ta mỗi người lấy cái đồ máy á, đập xuống vậy đó. À, để chúc mừng sinh nhật. Làm hết hồn mà. Ngon cái nhà hàng này ồn. Oh my god. Cái này là cái style của nhà hàng là vậy mẹ. Cứ cầm cái đó mà cứ vậy đó. Đồ ăn ra đây nè cả nhà ơi. Cây thì ăn thịt gà nè, lúc nào cũng đam mê thịt gà nè. Đó, với khoai tây. Chồng Ngọc thì ăn ảnh lobster bisque. Với lại có thêm kêu thêm hào ra nữa nè. Mời cả nhà cùng ăn với lại gia đình mình nha. Cái này thì 12 con hào. Rồi mẹ thì thích clam chowder, có clam chowder cho mẹ luôn nè. Ba đang uống một ly rượu trắng. Is that good? Cái này nè, cái này là con kêu ra nè, cái súp này con kêu nè. Cay á không? Cay mà như có gọi là cái gì đó. Có cái thịt của con ốc gì đó. Ai đây, ăn đi. Ăn đi, đâu gì thì. Nhường gì ăn đi. Cái ăn ngon không con? Con mời ông bà cô chú chưa? Con mời ông bà cô chú rồi. Chưa, nói lại đi. Con mời ông bà cô chú con ăn. Giỏi quá. Dạ đây giòn quá. Wow, quán này đông ghê thiệt á ha. Quán rất là đông luôn. Dạ. Mời cả nhà. Clam chowder lúc nào cũng ngon ha. Mày biết con ăn clam chowder cũng nhớ món nào không mẹ? Ngày xưa á, ở Gò Vấp mà mình ba cho mượn micro ba.
ngày xưa mà ở Gò Vấp mà ở giờ sườn nhà thờ Sấm Thuốc á, à. Mà nhớ còn nhỏ ưa ăn cái cháo sườn không? Cháo sườn đúng rồi, cháo bột á, cháo nó cũng mềm chứ. Cái cháo bột sườn, cháo, biết cả nhà nhớ cái cháo sườn bột sườn đó không? Mà giống vậy nè, mà sáng nào cũng khoái ăn, thích mình cứ ăn mình cái bột. Cái món đó là của mấy cô chú người Bắc á, yeah. Nấu bán cho mấy em bé ăn ngon sườn. Kêu gọi là bây giờ còn bán không ta? Cháo bột sườn nó bột không giống vậy nè cả nhà, mà có nêm nếm vô nữa cho nên nó hả cho em bé ăn rất là tiện luôn. Mẹ mà cái thời ngày xưa lúc mà con còn nhỏ á nha, nó chừng khoảng nó mấy tập là 8, 9 tuổi, 10 tuổi á, là cái phong trào cháo bột sườn rất là sôi nổi. Đúng rồi, rất là sôi nổi, bán ngoài chợ nè, rồi có nhiều lúc người ta bỏ tất cả ra cái đó, người ta mở một cái quán cháo sườn gì mà như vô tới mặt bằng mua mẹ đó, là đó cái nổi tiếng lên vậy đó. Đúng rồi, cái này là gì không biết, ở trong đây thấy có thịt bằm luôn nè, thấy cả cà chua rồi nè, ăn thử coi, không phải thịt bằm đâu, chắc thịt ốc bằm đó. Ăn chua, ăn chua mà cay, chua cay cay, đổ vài miếng này vô. Một cái chén như thế này á là cỡ khoảng 9 đô cho một cái chén nhỏ nhỏ như thế này, còn cái chén lớn này á là cỡ chừng khoảng 16-17 đô cho một chén clam chowder này. Chén làm cho đời thì có gà nữa không? Này á, là mình người ta mới vừa đem ra cho mình này ăn thôi, còn người ta chưa lấy order chính của mình luôn á, người ta chưa hỏi mình ăn cái gì chính luôn á, ta mới buông ra đây à. Đưa cái này ra ăn cái thấy no no tới. Mẹ mẹ ăn thử coi, mẹ ăn thử cho con ơi, hết rồi. Cay lắm á, đối với mẹ là khá cay đó. Cay mà chua nè. Thấy không? Món này nó có mùi giống giống như taco á. Vậy là không thích rồi đó. Anh thử đây ba, cái này chắc hợp với ba nè. À không, có lấy không? Chua chua. Lắp xà bếp hả? Có mùi quinh ngon á. Hả? Không? Cũng là lem chowder hả? Không, lobster bisque là nó làm bằng thịt lobster hả? Con cua, con tôm. Ăn thử con hàm này. Có chanh có đồ hết rồi không ba? Rồi. Really good. Each one just slipped right off. Cho con ly nước bỏ bên con đi. Cay. Giống cái món gì mà con không nhớ được hả? Không, chưa nhớ được. Cái kiểu giống y chang như là cái mì ý mà cái này của con làm vậy. Mà nó đâu có chua tới mức độ vậy. Cái này chua hơn. Tại này có cà hả con? Đó đi. It tastes like a spaghetti. You want to try? Người ta mang ra cho mình mấy cái này để mình đeo lên cổ. À, cái này nè. Giống như bữa hổm mình đi ăn cái múa này chút mới tự động mình đập cua luôn. Cua luôn cả nhà. Đó rồi con dùng cái này ai sinh nhật cay á là gõ xuống ba vậy nè. Oh wow. Đồ ăn ra luôn cả nhà ơi. Giống chỗ mình đi. Đồ ăn ra luôn. Đây là cái phần order đây. Cua, đây là cái phần mà nổi tiếng nhất. Cái phần ăn nổi tiếng của cái nhà hàng này. Gồm có là khoai lang nè, cua nè, bơ nè, chanh nè. Đó. Mọi người cùng ăn chung với lại gia đình của Ngọc nha. Đây. Cái này có cho mình cái kéo mình dễ ăn hơn. Em mở cái này ra trước, ăn chung với bơ trước nè. Oh, của Điều Quỳnh nhìn hấp dẫn quá nè. Vừa có càng cua, rồi vừa có thịt bò, rồi có khoai luôn cả nhà ơi. Quá hấp dẫn. Mời Điều Quỳnh. Mời đi. 10 điểm. Ăn cái này ngon quá, gọi là đúng đỉnh luôn. Quá ngon. Các mẹ ăn cái kiểu nó khác các mẹ hả? Đúng rồi. Ngon, để coi thịt miếng thịt bò cắt ra nè. Wow. Có lý không? Có lý. Giờ đi Quỳnh ăn miếng nè. Ngon quá không, cua đây ngon nha cả nhà, ngon, ăn
nó lạ 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 ngon á. Làm cái kiểu ăn không có ngán. Dạ, yeah, ăn không ngán. Thứ là ba ăn mấy ba cái mà thấy ba ngán rồi. Cái món này chắc hình như luộc dầu á. Luộc với bơ. Luộc quá. Luộc cua với bơ. Ta ra vô tấp đập luôn mày ha. Quá trời ơi, đúng busy luôn. Tôi bưng đồ đi quá trời không? Để bàn á. Nè, đây nữa nè, đây này, đây. Có gì xài? Đó, cái đó của bà đó. Thịt bò đó của bà đó. Quá dữ. Bò này bò gì á? Bò đó, thịt bò Mỹ đó. Ngọc kêu cái món này ra cho ba Ngọc mà thấy nó lạ lạ trong menu. Tưởng tính thịt bò mà ai ngờ cũng là thịt bò nhưng mà người ta làm cái style nó khác đó cả nhà. Có trên đó có phô mai nè, rồi có thêm bánh mì đưa mình nữa. Thường thường kêu thịt bò đâu có bánh mì kiểu vậy. À, có biết là thiếu cái gì nữa không? Thiếu gì nữa ba? Này, bánh mì này mà... Nước tương hả? Tương, rồi. Mà mốt mà đi đâu mà đem chạy nước tương chạy thiếu gì nữa ba? Khỏe luôn cả nhà. Nước tương ớt. Giống bánh mì chấm bơ tỏi quá. Đúng rồi, bánh mì bơ tỏi đó ngoại. Hả? Ba kẹp vô ba cắn chung với là cái này nè, đó vậy đó. Này không? Dạ. Ngon, đồ ăn hôm nay ngon lắm cả nhà ơi. Ủa cái này là người ta đưa ra vậy là mình đặt vậy hả ta? Ta. Ồ, đặt vậy ngoại. Wow. Ồ hả? Wow, ngon á. Mình mở được một miếng quá bự à. Đã. Ăn thêm ngoài quá trời luôn ngoài nè. Đây nữa nè. Quá trời luôn. Nhiều quá loại trời. Nhiều loại cua khác nhau. Dầu chỉ có dầu với bơ thôi. Dầu bơ với lại tỏi. Thơm mùi tỏi vô cùng. Ngọc mà thấy có nơi nào lạ lạ là đi à. Đi để ăn. Review cho bà con chú coi. Mốt coi bà con chú mà ai mà có qua Florida mà muốn tìm một chỗ ăn cua rồi này kia nổi cho đây thử. Ai thích ăn hải sản thì vô cái nhà hàng này á con ha. Và đủ rồi. Món hải sản hết đó luôn á cả nhà. Wow. Vô đây mà mẹ có làm biến là cũng phải tự ăn. Cái này bằng gỗ vậy chứ cũng cứng nè mẹ. Gỗ chứ đập dữ á. Đó, này cái cua tuyết này chứ gì. Đây, ôi cha cha, bẻ chân. Ôi trời ơi, nguyên gành cua mở ra nó gái sạch hết trơn rồi ngoài nè. Đi con ăn đi, mẹ gỡ mẹ ăn sao. Rất trơn rồi. Tươi ghê ha Ngọc ha. Đỏ hồng luôn, tươi hết sức luôn. Rất trơn ngoài. Wow, trời ơi, đi Quýnh hồi nãy giờ mở rồi nè. Đã không? Cái nào là hết cái đó luôn á. Được bác, ok không? Bánh mì ngon nữa. Bánh mì ngon đúng không? Mẹ thử miếng này. Không. Ngon lắm không? Em ăn cái tô này ngon quá rồi. Quá trời luôn rồi. Đọc tiếp. Vô đây mà nghe tiếng động là bình thường nha. Không nghe tiếng động mới sợ. Ai cũng đập vậy hết á Ngọc. Thôi này đập cũng ba rồi nè. Cái thịt cua nó mặn ha ngoài ha. Nó chấm vô bờ nó béo béo quá. Ăn rất là bắt. Ăn cái này á, ăn một cái chén nhiều quá nó ngán phải không? Béo quá, nó no.
khô tiếp đi ngoài. Cái này mà đem về nhà ăn ngon rồi ngoài. Này ngoài nè, con lấy cho ngoài nha. Đây nè, màu con ăn đi. Wow. Này là con cua Canada nè. Đây là cua Canada. Nãy giờ chưa ăn cua Canada cả nhà. Đặt miếng chanh vô. Đặt miếng chanh vô rồi chấm xong với miếng bơ á, rồi nó làm cái vị thanh thanh thanh. Không có ngán. Cái còn chấm bơ không nó hơi ngán. Cái chua nữa. Đã. Ngon quá. Ngoại ráng ăn hết cục thịt bò đó nha. Tao mong thịt bò đó ăn hết rồi mẹ ba mẹ đó rồi. Nó giỡn hoài mẹ. Cái này để về cho ba để ba ăn coi con bò nè. Có lý ngon. Không hết nổi đâu. Quá ngon. Năm. Ba. Wow. Chọn cái nhà hàng ngày hôm nay là một quyết định đúng đắn. Vui, thú vị. Cả nhà mình rất là nhiều đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là cả nhà mình thích cái video clip này. Ủa chạy đâu rồi? Chúc cả nhà mình có một ngày thật là vui vẻ. Mọi người sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai nha. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà.